Xin chào bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng card Capman. Đây là mình đang hướng dẫn bạn card Capman BT0039 nha, 093 bạn, nó có 3-4.000 reset. Card là xịn bạn, card này giá thành khoảng 100 mấy đến 200 ngàn bạn. Đây bạn, đèn hai cái tín hiệu này là 12V và 33 hoặc 5V. Đây là tín hiệu nguồn chibu và đây là đèn clock. Đây là cái bản hiển thị nhảy số nhảy các bạn. Đúc cái card nó vô, bạn đừng quan tâm tới ba cái đèn này. Đối với G31, G41 không cần quan tâm đến 12V, 33, 5V đâu. Bạn chỉ quan tâm cho mình là đèn Cebu và đèn clock. Hai đèn này thôi. Mặc định đó là đèn này, đèn nguồn su này sẽ có trước. Còn mới tới đèn này, tại vì nguồn su có trước mới tới nguồn clock. Bạn các bạn ghim men máy vô mà kích nguồn, ghim cả tới men vô mà nó cháy tới đây. Bốn đèn sáng hết, còn một đèn là clock này, đèn này không sáng. Tức là mình đã bị mất clock. Bằng bạn tiến hành kiểm tra nguồn cấp cho lốc và thứ hai là thay lốc, thay xe lốc này là xong, đúng không? Rồi ghim đạn cái men vô mà nguồn này bạn mà ba đèn dài cháy, mặc định là ba đèn này sẽ cháy thôi, mình nó có liền rồi là nguồn này cháy, đèn này cháy là men không chạy. Bạn men đang bị mắc nguồn CPU, bạn cứ làm nguồn CPU cho mình, nguồn ga nguồn CPU bạn cứ đo mà men là men chạy. Còn đây là cái dãy số. Đối với những men asset bạn nó sẽ nhảy những dãy số, nhất là G41 nữa, A1 là không nhận gam nữa nè, E1 không nhận gam nè, E0 là báo chưa đúc gam vô nè. Còn gigabyte thì gigabyte nó giống như ai gốc bạn, gigabyte là C1 E0 là nó báo mình là tín hiệu chạy chưa nhận gam bạn. Còn ai gốc thì nó cũng giống vậy, là D4 là không nhận gam, nó quăng ơi sết là cũng ơi sết là nhận D1 bạn, đặc biệt ơi sết là D1. Đây bạn, đây là một cây card Tapman, giá thị trường nó mình mua chứ 50.000 bạn, 50.000 hết sức là đơn giản bạn, đúng là đơn giản. Hai đèn này nó có chỉ có 4 cái đèn led thôi bạn, 1, 2, 4. Đèn kia này có 5 đèn bạn. Đèn này nè. Đây. Nó cũng có 4 đèn bạn. Hai đèn 12V, 33 nguồn. Đây bạn. Đây là nguồn đèn 12, 35V hay 33 nguồn CPU và lốc. Thấy không? Mắc đèn này thì sẽ mất luôn đèn này. Mình sẽ làm cho có nguồn CPU mới vô lốc. Thường thường đèn này cháy luôn là có nguồn CPU rồi thì mình sẽ làm nguồn lốc. Đây giới thiệu luôn cái đèn, đây là cái card Tapman. Cái men này hồi chỉ chặt miền test cho H61, H61, H81, H110, B340 nè bạn. Đây là đèn này là bạn nhìn nè. Đây là phải đặc biệt khi chặt mắc men vô đèn này phải cháy bạn, là phải có 33 trên card test các bạn. Nếu mắc đèn này trên 33 bạn làm cho cái card test nó có cái nguồn này thì mình hãy tính tiếp mấy sửa mấy men khác bạn. Đây là khá phổ biến. Men này thì nó nhảy có giống như chủ yếu nhảy cho ghi bay phóc cơm asset hầu như thấy không chạy, nó cũng như đó bạn. Đây bạn, còn cái card này là chị mua giá thị trường là 650.000 mà chỉ đặc biệt chỉ chạy được cái cạch á, chạy được cho men kêu bay không, không men nào đúng chưa chạy có trực đúng đi xàm thiệt, mắc khá 600.000. Đây bạn, đây cạch men bạn, nó cũng giống cái nãy bạn, 33 nè bạn, tao nó để đủ hết cho bạn. Đây đặc biệt là dưới đây bạn, bạn có thể đút vô men G31, mấy cái men nào cũng bị sai rồi bạn cứ đút vô được hết bạn đó, quê ga để hết đó bạn, 3 quân 3, rồi bi sai reset, cbu ga 10 ga hát đơi bạn. Các bạn để hết bạn, nhưng thật sự rất dở. Rồi sau đây mình sẽ bạn hướng dẫn các bạn theo cái men tách bios mà tôi bắt bios cho men asset. Đa số mấy men bây giờ H61 đi, H61 MK ghi bài bán dễ mà đúng không, ghi bài tách ra được rồi. Tại vì men asset đó bạn, là mình đau về nhà rồi là cái file chấm đuôi nó là chấm cát, mình không có ấy được bạn. Bạn vào support
sao? Đây bạn chọn một driver tool nè. Cái phần ray ốp xanh này mà bạn cứ muốn chọn nào cũng được, Win 7, Win 64, Win 32 gì cũng được hết. Bạn muốn chọn gì mà chọn nè. Có nhiều ốp xanh nè. Mình chọn cho 32 cũng được. Đây là BIOS bạn. Nó có nhiều xuồng nè, bạn nhìn kỹ nè. Quá trời nhiều xuồng hay. Đó. Các bạn muốn ngon thì bạn cứ nạp cho mình, tải cho mình cái sụt mới nhất, cái sụt mới nhất bạn. Đây là cái version sụt mới nhất các bạn. Bấm bấm một dao lót về. Rồi mình tiến hành luôn nè, giải nén luôn các bạn. Giải nén bỏ ngoài desktop thì chơi dễ. Đây bạn. Một khi mình đã tải tải về rồi là cái file đó là xe đuôi nó chấm chết bạn. Bạn nạp vô bất cứ là không được các bạn. Bạn main máy đang chạy bạn nạp vô cái là máy cứ tắt liền. Các bạn, file này không chạy được các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành mình tách BIOS rồi. Mình sẽ sử dụng phần mềm các bạn. Có phần mềm bạn. Phần mềm này. Đây bạn. UEFI này, tool. UEFI tool. Phần mềm này các bạn chạy trên Win 7 các bạn. Bạn nào muốn sử dụng phần mềm này cứ gửi mail mình sẽ gửi mail lại cho bạn phần mềm này các bạn. Nhập lên. Bạn trong cái mục file các bạn chọn cho mình option file may file, bạn tìm tới cái mục file mình đang nãy để ngoài bằng desktop á, đây bạn, đây là cái một cái file mình mới tạo về tải về, rồi bạn bấm open sau đây bạn. Trong một website, trong một inbox xanh bạn, nó sẽ đẩy file này xuống nè, không thông số nè, rồi mình bấm vô action, mục action các bạn, chọn đây mục này, Casulo, Asset Body bạn, mình sẽ lưu lại tên một cái tên mới, mình lưu lại tên mới nè. Rồi ok. Đây. Đây bạn. Cái file này bạn mình mới có thể là nạp vào cái máy tính mình được, nhờ thu gom được các bạn. Đây là một main asset bạn. Nhiều bạn đang giải lắm. Tao không biết làm cách nào để ta nạp BIOS main asset. Đây bạn. Main asset là phải chấm gom bạn, dùng phần mềm này UEFI tool. Bạn nào muốn xin phần mềm này bạn cứ gửi mail cho mình cầm like với xin mail, mình sẽ gửi mail qua mail cho bạn nha bạn, không giới hạn các bạn. Bạn nào gửi mail gửi mình thì mình, nếu mình rảnh như nào mình sẽ gửi mail vô đó cho bạn nha. Rồi ok, video ở đây mình xin kết thúc. Đây mình hướng dẫn các bạn kiểm xem sử dụng cả test trên men G41 và men H61. Bạn thấy mình làm, các bạn nhớ bấm subscribe, đăng ký và chia sẻ mình. Cảm ơn các bạn.